Dạ các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi câu rắn mối nha các bạn. Cá lúc này hết rồi, chờ cá về thôi. Trong thời gian chờ đợi mình câu rắn mối về, mình chiên nước mắm. Mồi rất là bén luôn nha các bạn. Đó. Mấy cái bụi như này gắn mối rất là nhiều nha các bạn. Thường nó sống dọc dọc mé sông á. Đa số giờ gắn mối người ta nuôi, người ta bán cho nhà hàng không nha các bạn. Bạn nào muốn câu rắn mối thì ra bờ sông á, mua 10.000 vé. Bảo đảm câu tới chiều là dính 1 kg là bình thường luôn. Nó hay sống dọc theo mấy cái mé sông nè nha các bạn. Cái bụi cây nè. Nó sống ngay gần mấy gốc cây nè, rất là nhiều luôn. Hôm nay mình câu bằng mồi dế nha các bạn. Mình gắn mối ăn dế, ăn ăn trùng. Chơi 4 cần luôn. Cái này mình cắm giống như là cắm cá lóc vậy nha các bạn, mình cắm trên bờ. Cắm gần mé ao, mé sông rồi đó. Hôm nay mình câu bằng mồi dế nha các bạn. Mình gắn mối ăn dế, ăn ăn trùng. Chơi 4 cần luôn. Cái này mình cắm giống như là cắm cá lóc nha các bạn, mình cắm trên bờ. Cắm gần mé ao, mé sông rồi đó.
Nó ăn rồi các bạn ơi, nó ăn rồi. Chạy con, nuốt vô. Mình đợi cho nó nuốt mình mới giật nha các bạn. Con này cũng bự á. Lôi xuống cỏ các bạn ơi. Dính rồi, dính rồi. Nuốt nó ngập thở luôn các bạn ơi, đơ luôn rồi. Con này hơi bự á. Con này quá mập luôn. Nãy giờ nó nuốt lâu rồi mình không thấy, nó chui xuống cỏ mình không thấy các bạn ơi. Mới ngập thở luôn rồi. Con này nãy giờ nó ăn lâu mình không để ý, giờ nó chui xuống cỏ rồi. Tét mép luôn các bạn. Con này hơi to á. Được một con nha các bạn. Mới dính rồi gắn mối các bạn ơi. Rồi gãy luôn rồi.
Đúng rồi các bạn ơi, lòi rút vô trong rồi, rồi dướng vô cây rồi, dướng vô bụi cây các bạn ơi. Rắn đây rất là nhiều nha các bạn, rắn mối rất là nhiều luôn nha. Nãy giờ nó nuốt lâu rồi. Con này nhỏ hơn con nãy nha các bạn. Hôm nay rắn rất là nhiều luôn. Rồi, con này nó nuốt luôn rồi các bạn ơi. Đây rắn mập mập không à. Thôi mình gỡ ra thôi. Chạy mày. Rắn đây mập mập các bạn ơi. Ê, rồi. Rồi xảy rồi. Trời. Câu được con xảy rồi. Xảy nữa các bạn ơi. Mẹ em đi đâu rồi. Rồi, nó chui vô bụi luôn rồi các bạn ơi. Chín rồi các bạn ơi. Chạy đâu mày. Con này mập đó các bạn ơi. Hai con nha các bạn. À, các bạn xem xong nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.